nay trời mát thật đấy. Quay lên em ơi. Lên nhạc đi anh em. Tặng cho tao. Không biết chàng ấy có thích món quà này không nữa. Ai đây? Cái gì đây trời? Nay trời mát, đi dạo là hợp lý phết em nha. Này anh trai, có người tặng anh chiếc bánh này à? Hả? Ai tặng đây? Em cũng không biết nữa. Anh nhận đi nha, em đi về đây. Lạ thế nhờ. Chắc chàng ấy sẽ thích món quà này. Nhìn nháy thế này, ai mà ăn được. Cái này để em giải quyết cho. Ngon mà. Ăn không? Em ngon thế. Lại là con bóng. Chàng ấy không thích đồ ăn sao? Em thấy ngon là anh no rồi. Thôi chúng ta đi dạo tiếp. Vừa đi vừa ăn. Để mà nói, dường bên Hoàng này, vị ngọt nào đắm say bằng vị sô-cô-la, đúng không? Từ bé đến giờ ta chưa ăn được món nào ngọt mà lại còn ngon như này tấm ạ. Vậy thì chàng thích món gì cơ chứ? Ngon mà lại còn ngon như này mà. Thời của tao á, các cụ bảo rồi, sô-cô-la tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, ngọt ngào, hiểu chưa? Wow, sô-cô-la, tình yêu. Bảo sao con càng ăn sô-cô-la này càng yêu tấm hơn. Sô-cô-la đâu? Ta cũng muốn. Muốn á? Thì cô tự đi mà mua. Người khác thì còn cho, riêng cô á, còn lâu. Thật ra ta muốn làm sô-cô-la tặng cho chốt cơ, nhưng không biết làm. Thì kể cô. Nè, người độc ác như mày mà cũng muốn thể hiện tình yêu á, lượn đi cho mát. Bây giờ dạy ta làm hay là muốn chết? Được rồi, ta sẽ dạy cho ngươi một khóa sô-cô-la đặc biệt nhất. Get go. Đi. Đây là nguyên liệu để làm ra chiếc thanh sô-cô-la ngon nhất. Là chết. Cô cứ bình tĩnh. Cacao, sữa đặc và bơ. Đầu tiên, tấm sẽ cho 500ml sữa tươi không đường vào chảo. Nhớ cho kỹ vào đây. Tiếp theo là sữa đặc. Bây giờ sẽ cho bơ vào. Bơ đây. Cho nhiều không? Nhiều hay không mày không nhìn thấy à? Sau khi đã cho bơ rồi, chúng ta sẽ đảo đều 3 nguyên liệu này lên nha. Đảo cho đến khi bơ tan hoàn toàn. Sau khi hoàn thành hỗn hợp sữa bơ, tấm sẽ cho ra bát và thêm bột cacao vào. Chờ á, khuấy thật đều cho bột tan hết nha. Wow, nhìn hấp dẫn thật đó. Chả hấp dẫn thì không à. Nhìn đi, sắp xong rồi đấy. Làm nhanh lên để ta còn tặng chút cơ. Cứ từ từ thì khoai mới nhiều được chứ. Mà thôi, cô làm đi mới ý nghĩa chứ bọn ta làm để làm gì. Chuẩn luôn. Nhưng mà làm kiểu gì? Từ bé đến giờ, ta đã vào bếp bao giờ đâu cùng, mà cũng không biết làm nữa. Bây giờ, cô đổ cái này vào khuôn. Nhớ phải lấy hình trái tim để thể hiện tình cảm. Rồi cho vào tủ lạnh, đợi đông. Thế là ta xong. Làm ngay đây. Nhìn lên. Chúng ta vào đây tâm sự chung nha. Ôi, good luck. Nó kìa kìa. Cố lên đi. Cố lên sợ. Anh có biết em yêu anh nhiều lắm không? Chút nữa. Cô đến đây làm gì? Con búp bê này, mày từ đâu chui ra? Mày thấy phá đám tao không hả? Chút cơ là của mày. Sao rồi? Sao? Thôi con mau đi về đi. Đây, tao nghĩ là thôi bỏ đi. Thế giới này thiếu gì đàn ông. Đúng rồi đấy. Bà có chủ rồi. Cướp nó cắn đi. Không đời nào. Thôi đi về anh ơi. Dám cướp. Cô làm gì vậy? Búp bê. Mày đừng có làm liều đấy nha. Bình tĩnh thôi. Có gì từ từ giải quyết. Đừng manh động. Dạ không là của ta thì đừng hòng ai có được. Đâu. Không được rồi. Mau lên cản lại. Đi chứ còn gì nữa. Đừng làm hại cô ấy.
Thôi, búp bê. Rồi, bỏ ra. Được rồi. Có gì, từ từ hắn nói. Con búp bê xấu xa kia, tí nữa thì tao đi gặp các cụ sao đây. Không? Tại sao tình cảm của ta chẳng lẽ không nhận, lại đi yêu một đứa xấu xí mập như lỡ thế này. Thôi, coi như hắn ta có mắt như mù, cô đừng yêu hắn nữa, đi tìm người khác đi. Không được, trên đời này ta chỉ yêu mỗi Joker thôi, còn bóng kia ta liều với ngươi. À, này, dừng lại. Mọi chuyện không phải như cô nghĩ đâu, thật ra chuyện là như thế này. Joker, ngươi sẽ là bữa trưa của ta. Đừng mà, ta xin ngươi đây, có ai không? Cứu ta với. Ngươi cứ kêu đi, không ai cứu được ngươi đâu. Ăn ai thì ăn, chứ để bà đây mà ngứa mắt á là không xong đâu. Mọi chuyện là như vậy đây, thế nên tôi phải trả ơn chăm sóc cô ấy suốt đời. Đi, tự giải quyết với nhau đi, mệt. Thì ra là tự mình đa tình. Ta xin lỗi vì đã làm phiền. Ôi, tội nghiệp. Thôi, đừng buồn nữa. Ơ kìa, này. Quả này là thất tình nặng rồi. Mình đúng là ngu ngốc mà. Dừng lại. Thật ra ta đã có tình cảm từ lần đầu gặp nàng rồi. Thật vậy à? Vậy thì chàng hãy mở hộp quà ra đi. Được thôi. Wow, đây chính là tình cảm ta dành cho chàng đấy. Nói thật là đẹp, nàng khéo tay thật đấy. Trời ơi, yêu quá à. Chúc mừng nha. Một cái kết thật là đẹp. Ây, Joker của em. Thế là ta mất hết rồi. Anh yêu ơi. Xong chưa, xong chưa? Xong em chưa đây. Từ, không được tí hít đâu nha. Nào, em bắt 3, 2, 4, 5. Anh chị đâu rồi? Em mà bắt được á, em đá cho mẹo mồm luôn. Ở đây này, có vợ mà bắt đi. Chơi hay là nghỉ? Chơi, bọn ba tư chơi. Thế chơi có được thưởng cái gì mang về không? Xin xin xin. Phần thưởng á? Ai giành chiến thắng sẽ được về và được thưởng 1.000 lượng vàng. Còn ai thua thì mời hai người thi đấu. Cảm ơn, cố lên. Em trước. Nhìn em thể hiện đây này, đây này. Cảm ơn, cố lên. Vậy thì
trăm ca thuộc về ta rồi. Anh chị ơi, chúng mình mà được 50 ca thì mua được gì vậy? À, lại đây tao bảo. À, em hiểu rồi. Với số tiền 500 ca này, phần thắng chắc chắn thuộc về ta. Chúc mừng chủ nhân. Nguyên liệu chính của bọn ta ngày hôm nay chính là đậu phụ. Đậu phụ thì làm sao đấu với gà của ta được? Chưa biết ai hơn ai đâu. À, cuộc thi chính thức bắt đầu. Tắm bột cho nó trước đã. Ui, chủ nhân ơi, nhìn thôi đã thấy ngon rồi, chắc chắn chúng ta sẽ thắng. Chứ còn sao nữa? À, nhìn đôi giày thiệt nhỏ. Tấm, nàng canh lưỡi cho ta nhé. Dạ. Để ta chuẩn bị nguyên liệu. Rồi, chàng yên tâm, thiếp làm được mà. Xoay đều, xoay đều. Hấp dẫn chưa? À, thơm thế. Khá đấy chứ, quá được. Ê, anh chị ơi, xong chưa? Bên này gà thơm lắm nè. Đi em biết nè. Cứ từ từ, tụi chúng ta sắp thành công rồi. Đậu là không ưng bằng gà rồi. Chủ nhân ơi, gà chín chưa? Chưa chín, quá. Hỏi ít thôi. Rồi, quét đều nước sốt lên đậu nha. Cho thêm ít rau răm. Wow, rồi, tiếp theo là rắc một ít muối tiêu cho đậm vị nha. Thơm wow, chưa? Rồi ạ. Nani? Đi về, lúc phải là gà lắm. Chúng tôi đi. Các người mau trang trí đi, nhanh lên. Rồi rồi rồi. Món nào cũng hấp dẫn, người giới thiệu trước đi. Đây chính là món đậu phụ kẹp rau răm muối tiêu chanh đường. Còn đây là món gì? Đây là gà chiên. Khá khó để phân thắng bại, ta sẽ ăn thử từng món. Sao rồi hả? Chắc chắn làm sao bằng món gà của ta được. Sao rồi hả? Người mau nói đi. Thôi được rồi, ăn thử món của ta đi. Nhìn cũng hấp dẫn, hình thức rất là đẹp. Tất nhiên để rồi, ta thử xem nào. Xin công bố kết quả. Ui, chủ nhân ơi, đội mình thắng rồi, thắng rồi. Tấm ơi, sao rồi? Thắng á? Mọi người cũng đợi kết quả đi. Đội giành chiến thắng trong thử thách ngày hôm nay đó chính là gia đình Tấm Cam. Thắng rồi, thắng rồi. Sao lại thế được? Gà bọn ta mua trong siêu thị đi. Mau ngửi đi. Thôi thế. Tất cả là tại chúng mày hết đấy. Sao thức ăn của ngươi không như thế mà lại dám đem đi thi chứ? Sao có thể? Chủ nhân ơi, tại mày thì con. Tại nó hàm rẻ đâu trộn. Tại mày. Thôi, ta sẽ trao thưởng cho ngươi giành chiến thắng. Yeah, đã đi chơi có đồ ăn ngon lại còn thích tiền mang về. Thả ta ra đi, ta muốn về nhà. Thôi xin phép em đi về. Không bao giờ gặp lại nhé. Công việc càng ngày càng nhiều. Tâm ơi, lấy cho ta cốc nước. Đây, nước, nước đây anh Hoàng ơi. Gì thế nhỉ?
chọn chỗ này đi. Dạ. Chỗ này quá là hợp lý luôn. Giống cái bình rượu quý hiếm ở đây á, mẹ con nhà Cam luôn biết á. Vào buổi trưa thôi. Thường rồi. Nhớ mà tao á.